Bây giờ ta lần lượt đi vào một số cái bài tập nhé. Đầu tiên là bài số 1, điền true hoặc false vào cái bảng sau. Chúng ta có một cái bảng gọi là bảng chân giá trị. Ở đây P là một mệnh đề, Q là một mệnh đề. Ở đây chúng ta có mệnh đề P hoặc Q. Và đây là phủ định của mệnh đề Q. Đây là mệnh đề Q và phủ định của mệnh đề Q. Đây là phủ định của cái mệnh đề P hoặc Q. Đây là cái mệnh đề kéo theo P và phủ định của Q gộp lại thành một mệnh đề. Kéo theo nó lại là phủ định của mệnh đề P hoặc Q nhé. Thì chúng ta cứ lần lượt từ dễ đến khó thôi. Chúng ta biết là đây là phủ định của Q. Một khi Q đã đúng thì phủ định của Q là đúng hay sai? Hai cái phủ định lẫn nhau mà, thằng này đúng thì thằng kia phải sai, cho nên là phổ nhá. Q đã đúng thì phủ định của nó phải sai, hai cái đối đối lập nhau, thằng này đúng thì thằng kia sai và ngược lại. Chúng ta nhớ cái chuyện đó nhé. Ô này Q là phổ, Q sai thì phủ định của nó phải phải đúng, true. Em hình dung được chưa? À, ở đây Q đúng thì phủ định của nó phải phải sai. Ở đây Q sai thì phủ định của nó phải đúng. Nhớ là hai cái đối lập nhau, cứ thằng này đúng thì thằng kia phải sai. Thế còn P và P giao với phủ định của Q. À, chúng ta nhớ là khi mà hai cái mệnh đề P và mệnh đề Q nhé. Khi mà P mà đúng còn Q, thế là phủ định của Q ở đây lại là sai, thì P và Q sẽ thế nào? Sẽ phải là sai. Chúng ta nhớ lại cái bảng giá trị này. Nếu P đúng mà Q sai thì P và Q sẽ gì? Sẽ sai. Chúng có thể quên, có thể nhớ cái này. Cái đó không quá quan trọng vì thầy đã nói rồi. Chúng ta có thể gắn với một cái thực tế là một số chẵn thì chia hết cho hai là đúng. Mệnh đề Q là một số chẵn chia cho 5 thì rõ ràng là sai, đúng không? Có phải số chẵn nào cũng chia cho 5 đâu. Đấy, vậy thì kết quả là một số x là số chẵn thì x chia cho 5, chia cho 2 và x chia cho gì? Cho 5 phần là sai. Một số x là số chẵn nên x vừa chia cho 2 vừa, nó chẳng khác gì như x là số chẵn nên x vừa chia cho 2 vừa chia cho 5. Có thỏa mãn đồng thời cả hai không? Không. Cái và này có nghĩa là được cả hai thì rõ ràng không được. Rõ ràng là sai. Nó là số chẵn nó chia cho 2 là đúng. Nó là số chẵn nó chia cho 5 là sai. Nhưng nó là số chẵn nó vừa chia cho 2 vừa chia cho 5 thì cũng là gì? Sai. Một số chẵn chia cho 2 thì đúng rồi, nhưng chia cho 5 thì không phải. Và vì vậy mà ở đây P là đúng này, phủ định của Q là P là đúng này, phủ định của Q là sai, thì kết hợp với chúng là một cái sai. Nếu P mà đúng, phủ định của Q cũng đúng, thì sự kết hợp của hai cái đúng này sẽ trở thành một cái gì? Cái đúng. Đúng kết hợp với đúng trở thành đúng. X là số chẵn là mệnh đề P, x chia hết cho 2 là mệnh đề Q. Vậy đúng không? Mệnh đề ghép nối của chúng là gì? X là số chẵn và x chia hết cho 2. Thì cả cái câu phát biểu ghép nối đó nó sẽ phải là thành đúng. Đúng cứ đúng thành gì? Thành đúng. Đấy, đúng cứ đúng thành đúng nhá. Thế còn sai với sai thì thành gì? Thành sai. Không phải hai cái sai thì thành cái đúng đâu, không phải vậy. Sai với sai ở đây lại thành gì? Sai. Cả hai cái đều sai thì kết quả ở các nối của hai cái sai đó lại ra một cái gì? Cái sai. Được chưa? Đấy. 531 chia hết cho 2 là mệnh đề P. 531 nhé, chia cho 2 là mệnh đề P. Rõ ràng là P sai. 531
chia cho 5 cũng là mệnh đề sai. Vậy thì cái câu khẳng định rằng là 531 chia cho 5 và 531 chia cho 2, rõ ràng sự ghép nối của hai cái sai này phải ra một câu sai. 531 chia cho 5 không phải, 531 chia hết cho 2 cũng không phải, đúng không? Ghép nối của chúng lại với nhau thì 531 vừa chia cho 5 vừa chia cho 2, rõ ràng là sai. Cái dấu này có nghĩa là giống như vừa. Đấy. P giao với phủ định của Q, P đúng, xin lỗi, P sai, phủ định của Q đúng thì kết quả vẫn là sai. P đúng, ví dụ 531 chia cho 2, P sai, ví dụ 531 chia cho 2 là sai. Phủ định của Q hiện giá trị đúng, 531 chia cho 3 là đúng. Vậy thì bảo là 531 vừa chia cho 2 vừa chia cho 3 phải là gì? Phải sai, vì nó chỉ chia cho 3 thôi chứ đâu chia cho 2. Đấy. Biến phủ định của P hợp với Q. Chúng ta xử lý cái bên trong ngoặc này trước này. P hợp với Q xong nó đúng cái sai trước đã. Khi P đúng, Q đúng thì P hợp với Q sẽ cái bên trong ngoặc này sẽ đúng. Vậy thì phủ định của nó phải sai. Thì nhắc lại nhé, chúng ta phải xác định cái P hợp với Q xem nó đúng hay sai, thì lúc đó chúng ta mới để tính những cái phủ định của nó là đúng hay sai. P đúng, Q đúng thì hoặc là P hoặc là Q sẽ đúng. P là x là số chẵn, Q là x là số chia cho 2, thì vậy thì hoặc x là số chẵn hoặc x là chia cho 2, một trong hai cái đó thôi thì đúng. Trên cái trong ngoặc nếu không có cái phủ định này thì B hợp với Q, B hoặc Q là đúng. Được chưa? Thì có cái dấu phủ định này thì có nghĩa là nó sẽ trở thành sai. Nhé. Rồi, tiếp này. Chúng ta lại coi như không có cái dấu phủ định này đã. Khi mà B đúng mà Q cũng đúng. À xin lỗi, B đúng thầy nói viết thầy chỉ nhầm. B đúng và Q sai. Đấy. Thì P hợp với Q sẽ vẫn cứ đúng. Đấy. 531 thì đâu nhỉ? Đây cái này rất dễ nhỉ. P đúng và Q sai, P là 531 chia cho 3. Đấy. Trên P đúng, Q là 531 chia cho 2 nhưng Q sai. Vậy thì nói rằng 531 chia cho 3 hoặc 531 chia cho 2 thì phải là đúng, vì nó một trong hai cái đều được mà. À, vậy thì B hoặc Q sẽ đúng. Vậy thì phủ định của nó lại trở thành gì? Lại trở thành sai. Nhớ nhé, chúng ta cứ che cái dấu phủ định này đã đi đã này. Đấy, chúng ta xác định xem B hoặc Q nó đúng hay sai đã. Em nói chưa? Rồi. P sai, Q đúng thì chẳng khác gì như P đúng, Q sai cả. Nó hoàn toàn như trên. Có đúng không? Nên kết quả là giống y xì như trên thôi, cách lập luận như trên thôi. Vì thứ tự B, Q ở đây tích nói cái nào trước mà chẳng được. Cụ thể ví dụ, P sai là 521 chia cho 2, Q đúng là 531 chia cho 3. Đấy. Vậy thì khẳng định là 531 chia cho 2 hoặc chia cho 3 là đúng. Đấy, bây giờ thêm cái phủ định của nó thì P hoặc Q đúng thì phủ định của nó phải là sai, đã chưa? Rồi, đến dòng cuối cùng. P sai, Q cũng sai. Thì P hoặc Q sẽ sai. Vậy thì phủ định của nó lại đúng. Lằng nhằng, đúng không? P sai ví dụ như bảo là 5, P là mệnh đề 531 chia cho 2, Q là mệnh đề bảo 531 là số chẵn. Vậy thì 531 hoặc là chia cho 2 hoặc là chia là số chẵn đều không được, đúng không? Bởi vì nó đều sai cả. Vậy thì kết hợp chúng lại thì sẽ ra cái gì? Cái sai thôi. Khi không có dấu phủ định
thì P hoặc Q sẽ trở thành đúng. Nhưng bây giờ có thêm cái dấu phủ định này thì nó lại, P hợp với Q là sai thì có cái dấu phủ định nó lại trở thành gì? Đấy. Bản thân nó là sai thì phủ định của nó lại trở thành đúng. Đến cái chỗ này thì không khó đâu, nhưng nó lằng nhằng. Cho nên là chưa quen em làm cái động tác này này. P giao với phủ định của Q là coi như một cái mệnh đề A nào đó đi. Cả cái này như mệnh đề A nào đấy. Và phủ định của P hợp với Q là giống như mệnh đề B nào đó đi. Đây chỉ là cái trường hợp ghép nối của mấy cái lằng nhằng lại thôi mà. Thì chúng ta xác định tính đúng sai của cái mệnh đề A này với cái mệnh đề B này, thì chúng ta sẽ xác định được cái tính đúng sai của mệnh đề A kéo theo B nhé. Đấy, chưa quen chúng ta cứ tách riêng nó ra như vậy. Khi mà B đúng mà phủ định của Q lại sai, thì đây B đúng phủ định của Q lại sai, thì B giao với phủ định của Q sẽ trở thành gì? Sai. Phủ. Đúng không? Cái này đúng này, cái này sai này. Thì giao của chúng sẽ là sai. Bởi vì sao? Nó giống như là P là mệnh đề 531 chia cho 3. Đúng. Còn phủ định của Q là 531 chia cho 2. Thì sai. Vậy thì 531 vừa chia cho 3 vừa chia cho 2 là cái dấu này có chúng ta có thể tạm hiểu nôm na như là vừa chia cho 3 vừa chia cho 2. Tóm tắt đồng thời cả hai. Thì rõ ràng điều đó là gì? Là sai. Rồi, đến P hoặc Q. Đấy. Ở trong cái ô thứ nhất là P đúng. Q cũng đúng. P hoặc Q sẽ đúng. Cả hai cái đều đúng mà. Thì chọn một trong hai cái đấy hiển nhiên cũng đều đúng. Vậy thì phủ định của nó lại trở thành sai. Đấy, phải bằng vậy. Vậy thì A sai, B cũng sai. Thì A kéo theo B sẽ trở thành gì? Sai. Trên chỗ này sẽ phủ. Đang quan không? Đầu tiên chưa quen em cứ làm một xác định nó một cách chậm chậm như như vậy như thầy vừa làm thôi đã nhé. Rồi. Tiếp theo này, đến cái dòng thứ hai này. B đúng. Phủ định của Q cũng đúng luôn. Vậy thì hai cái này đúng này, cái này cũng đúng này. Thì kết quả chung của chúng sẽ đúng. Kéo theo. B đúng, Q cũng đúng. Thì cái này lại là thành thành đúng. Nhưng thêm cái dấu phủ định của nó nữa. Tức là mệnh đề P hoặc Q sẽ đúng. Nhưng thêm cái phủ định của nó nữa thì phủ định của đúng thì thành sai. Vậy chúng ta có cái mệnh đề kéo theo là A kéo theo B, nhưng A đúng, B sai. Đấy. Khi mà A đúng, B sai thì chúng ta có phổ. Nếu hay là vì hôm nay là thứ bảy là mệnh đề A cho nên hôm nay được nghỉ học, hay là vì hôm nay là thứ sáu cho nên hôm nay được nghỉ học, vì hôm nay là thứ sáu thì đúng cái hôm ấy, hôm mà em phát biểu câu ấy là đang là thứ sáu thật, nhưng mà không phải được nghỉ nghỉ học, cho kết quả lại là gì? Sai. Cái nguyên nhân vì hôm nay là thứ sáu thì đúng, nhưng cái hệ quả là vì hôm nay được nghỉ học thì đã sai. Cho kết quả cuối cùng của cả cái mệnh đề A kéo theo B vì hôm nay là thứ sáu cho nên hôm nay được nghỉ học là một kết quả gì? Sai. Chúng ta hơi chậm chậm lần nào một chút như vậy để hiểu cho rõ. Mấy cái thứ này thật ra nó không khó nhưng nó lằng nhằng thôi, đúng không? Chúng ta xét đến dòng thứ ba P4 Q2 P đúng và Q lại sai. P đúng, Q lại sai thì trở thành B đúng, phủ định của Q lại sai. À, vậy thì kết quả của cái A lúc này trở thành sai, phủ. B đúng,
Quy đây cái dòng này, dòng thứ ba này B đúng à, xin lỗi dòng thứ ba này là quy P sai ấy. B sai Quy đúng thì P hoặc Quy một trong hai cái đấy thôi sẽ trở thành gì đúng, nhưng do có nhé vì P ở dòng thứ ba này chúng ta có P sai này Quy đúng này cho nên P hoặc Quy sẽ trở thành đúng, nhưng vì có thêm cái dấu phủ định của nó nữa cho nên nó trở thành sai. Vậy ở đây chúng ta có sai sai thì sẽ thành gì, sẽ thành sai. Vì hôm nay là thứ sáu trong nay được nghỉ học, thực tế hôm đó là thứ năm, vậy thì cái mệnh đề hôm nay là thứ sáu là sai, mệnh đề A hôm nay là thứ sáu sai, hôm ấy là thứ năm không phải thứ sáu, và hôm ấy được nghỉ học, hôm nay được nghỉ học cũng sai bởi vì thứ năm đâu có được nghỉ học. Đấy. Cái nguyên nhân cũng sai mà cái kết quả cũng sai thì kết quả là sai. Tiếp P sai. Đấy. Phủ định của Q đúng thì kết quả của cái này sẽ là sai. Nó thỏa mãn đồng thời mà. Một thằng đúng, một thằng kia lại gì? Sai. Thì kết quả chung sẽ là phải là cả cái này sẽ là sai. Đúng không? 531 thì chia cho 3. Phủ định của Q là 531 thì chia cho 2. Vậy thì cái A giao với cái phủ định của Q chẳng khác gì 531 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 2, rõ ràng là kết quả sai. Nghĩa của câu đó đã nói lên nó là sai hay đúng rồi mà không cần phải theo cái quy tắc hoàng hoàng. Đấy. Thì chúng ta cứ gắn với cái ý nghĩa thì chúng ta sẽ dễ nhớ và cho giá trị hơn. Rồi để xét tiếp là ở đây là P đúng, à xin lỗi P sai, Q cũng sai. Để chúng ta xét dòng thứ, xin lỗi thầy vừa nhận là P sai đúng không? Còn là dòng dòng thứ thứ ba là P sai này. À không, dòng thứ ba xong rồi. Đang dòng thứ tư chứ. P sai này. P sai này. Phủ định của Q để đúng này. Đấy, trên được A là gì? Sai này. Rồi. Đến P hoặc Q. P sai, Q cũng sai. Thì P hoặc Q cũng sẽ sai. 531 chia cho 2 hoặc 531 chia cho 5 thì rõ ràng là sai. 531 không thỏa mãn đồng thời cả, không không thỏa mãn một trong hai cái đấy. Chia cho 2 cũng không đúng mà chia cho 5 cũng không đúng. Nhưng mà phủ định của nó thì sẽ trở thành gì? Vì cái trong ngoặc này là sai, chân phủ định của nó lại trở thành đúng. Cho nên là từ sai ra đúng thì kết quả này là đúng. Nguyên nhân sai nhưng kết quả đúng thì mệnh đề kéo theo lại vẫn là gì, vẫn là đúng vì hôm nay là thứ năm cho nên hôm nay được nghỉ học, thực tế hôm ấy là chủ nhật, trên cơ khẳng định là vì hôm nay là thứ năm không đúng, nhưng bởi vì nó là chủ nhật thật cho nên cái kết luận là hôm nay được nghỉ học lại là đúng, thì gộp chung là vì hôm nay là thứ năm cho nên hôm nay được nghỉ học sẽ vẫn là cái đúng. Hay nói cái khác là tính đúng sai nó được quyết định bởi cái gì? Bởi kết quả. Nguyên nhân có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng nếu kết quả đúng, thì nó sẽ chấp nhận. Mệnh đề kéo theo chấp nhận giá trị. Đúng nhá. Ở đây chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là vậy thì cái tính đúng sai của cái mệnh đề kéo theo nó quyết định bởi cái gì? Bởi cái hậu quả. Cái nguyên nhân đúng, hậu quả đúng. Thì mệnh đề ghép nối từ nguyên nhân đến hậu quả, nếu có nguyên nhân thì có hậu quả sẽ trở thành đúng. Nếu nguyên nhân đúng mà kết quả sai thì cái mệnh đề ghép nối từ nguyên nhân dẫn đến kết quả sẽ sai. Nếu nguyên nhân sai mà kết quả đúng thì mệnh đề kéo theo từ nguyên nhân ra kết quả vẫn cứ nhận giá trị đúng nhé. Vậy là nói tóm lại là chúng ta có một cái nguyên nhân, có một cái quy luật như này, tính đúng sai của mệnh đề kéo theo không phải quyết định bởi nguyên nhân mà quyết định bởi gì, kết quả. Em ghi chú hộ thầy về chỗ này.
là tính đúng sai, tính đúng sai của mệnh đề kéo theo. Đấy, cứ làm bài tập thì chúng ta cũng là mệnh đề kéo theo, tức là conditional statement đấy, mệnh đề kéo theo quyết định bởi, quyết định bởi cái mệnh đề kết quả, quyết định bởi cái kết quả. Tức là nếu P, chúng ta biết đấy, nếu P kéo theo Q, P là mệnh đề nguyên nhân, nếu mà Q là mệnh đề gì? Hệ quả. Nếu có cái nguyên nhân này thì dẫn đến hệ quả kia. Nếu nguyên nhân đúng mà hệ quả đúng thì cả cái mệnh đề kéo theo này đúng. Nếu nguyên nhân đúng mà hệ quả sai thì cả cái mệnh đề này sẽ sai. Nếu hôm, vì hôm nay là thứ sáu cho nên hôm nay được nghỉ học, đúng là hôm nay là thứ sáu nhưng hôm nay được nghỉ học thì lại là sai, thì cả cái mệnh đề này lại là sai. Đấy. Vì hôm nay là thứ sáu vì hôm nay là thứ sáu cho nên hôm nay được nghỉ học, không phải hôm nay đang là chủ nhật cho nên P trở thành sai. Hôm nay được nghỉ học đúng vì hôm nay là chủ nhật, thì vì hôm nay là thứ sáu nên hôm nay được nghỉ học lại là trở thành câu đúng. Máy tính kiểm tra vừa cho biết là không, hôm nay không phải là thứ sáu đâu, nhưng hôm nay được nghỉ học thì đúng rồi. Đấy, hôm chủ nhật em ngủ dậy em bảo với mẹ, mẹ ơi hôm nay con được, hôm nay vì hôm nay là thứ sáu nên được nghỉ học mẹ ạ. Mẹ đồng ý hay là phản đối? Mẹ đồng ý. Thực ra hôm đấy em nhầm, hôm nay là chủ nhật. Đấy. Chứ mẹ có đồng ý không? Có. Ừ, mày cứ nghỉ đi, mày cứ nghỉ, con cứ nghỉ đi con, phải không? Đấy. Ok đoạn này chưa? Nhá. Đấy. Rồi nếu mà nguyên nhân sai, kết quả cũng sai thì cả mệnh đề kéo theo sẽ sai nhé. Rồi, thì đấy là cái bài số 1 và chúng ta rút ra cái kinh nghiệm từ bài số 1 như vậy. Nó hơi mất thời gian một chút, đúng không? Qua đây cho các em thấy là nó thật ra mấy cái chu chu phô phô này nó không phải là khó, nhưng cứ lằng nhằng mà dễ lẫn lắm. Cho nên ban đầu em thấy đấy, thầy làm với một cái tốc độ rất là chậm thì bản thân em cũng sẽ chịu khó làm với cái tốc độ chậm lại đôi chút. Dần dần chúng ta luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ quen với tốc độ nó được tăng lên một cách tự nhiên thôi nhé.